Rồi, xin chào cả nhà ha. Rồi, hôm nay mình sẽ có mực và thịt này nè ha. Mình sẽ làm cái món mực dồi nha. Rồi, bắt đầu rồi cả nhà. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi mấy cái đầu mực nè. Mấy cái đầu mực với lại thịt hồi nãy á, mình sẽ băm nó ha. Rồi, ok, đây là mực đã rửa sạch ha cả nhà. Còn đây là cái đầu mực và cái thịt ha, mình sẽ băm nó nhỏ nha, băm diện để mình nhồi vào đây. Tạm thời mình sẽ sắc nhỏ để mình băm ha. Rồi, ok nha cả nhà. Giờ mình sẽ cho gia vị nha. Muối, đường ha, xíu đường. Chút tiêu ha. Ok. Rồi, mình sẽ cho gia vị vừa đâm á vào ha. Rồi, cho ít hành lá nè. Rồi, cho miếng dầu ăn nha. Rồi, quậy đều lên nha cả nhà. Rồi mình bắt đầu dồi nha. Đây là cái dụng cụ để mình làm dồi nha. Ok, giờ bỏ thịt vô trong đây. Đây. Rồi, bắt đầu thôi. Cái dụng cụ này làm nó tiện ha. Thấy nhanh rồi, sau khi mình dồi xong hết rồi cả nhà. Rồi, bắt đầu mình sẽ cho tăm ha. Để mình cố định cái phần ở trên đầu lại. Rồi, con này ok nè. Thank you.
ha. Rồi, ok cả nhà ha. Đây, mình chuẩn bị chiên đây. Rồi, cho này dầu nó sôi lên tí thôi nha. Này nó nổ ra nha. Nổ ghê luôn đây nè. Rồi, tình hình cái chảo này chiên không có ngon cả nha. Mình chuyển qua cái chảo khác nha. Rồi, mình sẽ chuyển qua cái chảo này nha. Chảo này chỉ có xào thì được thôi, chúng mình chiên thì dở. Chuyển qua ha. Mở nó không được đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp mật ra và mình sẽ làm cái nước sốt nha cả nhà. Mật này phải có nước sốt thì nó mới ngon được ha. Bắt đầu mình pha nước sốt nha cả nhà. Cho 2 muỗng nước mắm ha. Tương ớt ha. Phải đường ha. Bột ngọt ha. Một miếng dầu hào ha. Rồi, quậy lên cái nha. Rồi, mình sẽ băm một hai tép tỏi và hai củ hành tím ha. Rồi, mình cho tỏi và lại hành tím ha. Rồi mình cho nước sốt vào ha. Rồi cho mực vào luôn nha cả nhà. Rồi, cho nó sắc sắc lại một tí là mình tạt lửa nha. Ôi, gần hoàn thành rồi cả nhà. Thơm không?
tuyệt vời luôn. Rồi, như vậy là hoàn thành cái món mực dồi chiên nha cả nhà. Đây, mình tạo lửa nha. Rồi, xin chào hẹn các bạn ở clip sau nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nhé. Rồi, xin chào hẹn các bạn.